Hi, chào tất cả các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh ha. Hôm nay mới dọn được mới mới xới rồi, quay chia sẻ đến tất cả các bạn cùng xem nha. Khá là nhiều luôn bạn ơi. Sơ sơ khoảng gần chục con á. Thì quay chi tiết chia sẻ giao lưu với anh em cái lô này ha. Thì nay là 28 rồi. Sắp sửa nghỉ lễ luôn rồi anh em ơi, thì tranh thủ nhanh gọn lẹ cái lô này rồi nghỉ lễ nha anh em. Thì trước khi vô video thì chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ ha. Cuối gần gần cuối tuần, gần nghỉ lễ rồi thì chắc cái video này nữa ăn lễ luôn. Thì chúc anh em nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Rồi đầu tiên giới thiệu hai con xe máy xới cào cào mini này đi anh em. Thì mấy con này xới này tuy nó cào cào nhưng rất là mạnh luôn nha anh em đó. Thì rất là đẹp luôn. Con này thì MM 270, con này của Mitsubishi. Con này thì động cơ là 2.7 mã lực, 2.7 PPS ha. Đây, đó, 2.000 vòng trên phút. Nha. Đi xới này anh em xới đất là xới mô, xới rồ hoặc là anh em dung mô là rất là tuyệt vời luôn nha. Đó. Thì mấy con này thì bên em bán với giá là đang bán với giá là 3.500.000 một con nha. Giá chưa bao gồm vận chuyển. Thì mấy con này, hai con nhỏ này ha, 3.500.000 một con, thì mình sẽ test nổ cho dạy thử cho anh em xem. Thì vận chuyển thì mấy con này là khoảng 300.000 một con nha anh em. Anh em lưu ý là khoảng 3.500.000 với khoảng 3.800.000 là tới tay anh em sử dụng nha. Rồi test con này đi. Thì đây là em ở cái mặt bằng cái vị trí này, em chỉ test chạy nổ cho anh em xem thôi ha. Bóp bóp đó nha. Đó, dây dài quá, rút dây lại xíu. Rồi thử cho anh em nè, đó nha anh em thấy nè, rồi rồi nha. Thì cái này là dễ xài lắm anh em, anh em gì cứ việc là lên ga là chạy thôi. Rồi tắt đi, tắt cái kia rẻ buông kia xuống. Bắt cái tắt lại, bóp cái đó ra là nó hết hả nha. Bư mạnh lắm nha anh em, đó nói chung là ok, ngon lành hết, chạy ok ha. Test nhẹ nổ đàng hoàng hết cho anh em ha. Quất cái miếng cây lên luôn nè. Mấy con này thì anh em nào mà về vườn mà xới, nói chung là dung hoặc là dung gốc rồi cũng rất là ngon, tuyệt vời nha. Rồi báo giá cho anh em con này là 3.500.000, chưa bao gồm vận chuyển, 3.800.000 là bao ship ha. Rồi anh em lấy thì đặt cọc 500.000 ha. Rồi tiếp theo con số 2 anh em. Số 2 là con này con Honda nha anh em, đời cao nha. Đó, đẹp sáng giới hết anh em ơi. Đó, anh em thấy nè, thấy không? Đẹp sáng giới đã lắm. Ha, Honda. Model là F210. Nha. Ha, con lành cành đào hết. Rồi. Xử nó đi. Xe thái cái ăn xuống. Nha, mấy con này là em làm là nhảy nổ hết trơn rồi. Đó. Anh em để gì mà anh em chì xuống đất thôi là xới thôi, con lành ha. Con này nó xới mới lắm nha anh em. Mới mà sáng giới bên trong nè anh em thấy à. Không? Đó, chạy nè, xới nè. Đó. Con lành cành đào hết. Đẹp tuyệt vời nha anh em. Đó, con này của Honda 4 thì hết, anh em về đâm xăng là chơi thôi. Còn đó rồi, hai con bằng giá nhau luôn, giá 3.500.000 con. Vận chuyển 3.800.000 anh em nếu lấy thì tranh thủ trước Tết ha, trước lễ lộn ha. Rồi. Tiếp theo anh em mấy ba mấy xới mini nữa đi, rồi tới mấy con xới lú. Đây, con này mini nha, mini. Con này xới thì có bánh xe đàng hoàng con này, và đặc biệt con này anh em có thể là chạy là xới trước xới sau đều được ha. Anh em quay đầu ha, quay đầu quay trước quay sau được đó. À, đó nó quay giống như con này nè, đó đang quay lại nè, quay qua kia cũng được nha anh em. Đó, con lành cành đào hết. Con này thì của nào đang biết nữa, MCF
Con này mini thì anh em này xài ít ít mà sới ấy, thì con này tới 3.4 PS hay 3.4 ngựa ha. Đó. Bình xăng đồ ngon lành, chạy ok hết. Con này bông sới riêng luôn, anh em có thể lấy con này về cộ bừa đồ cũng được nữa. Ha, ủa không phải cái gì cái kéo kéo đồ cũng được đó anh em. Tháo bông sới nó riêng ha, cái bông bông sới riêng. Hả? Chiều 7. Motor ngay góc đó đó. Kế ngay trang chỗ kế chỗ ăn cũ á. Rồi chạy đi. Bóp là chạy á, vô số chưa? Chưa vô số. Ê ê sới luôn rồi. Khoan, ao sới ra. Rồi, để em tắt bông sới anh em. Rồi dứt, chạy. Nè. Ngon lành cành đào. Nè. Ok được rồi. Quay, bóp bên kia là quay, bóp bên kia coi. Rồi quay. Quay nhẹ đó. Nè. Anh em bóp cái bên kia là anh em quay ngược trở lại sao luôn. Được luôn nha anh em. Đó. Rồi, máy đi. Gì? Nói chung là con này ngon lành cành đào hết anh em. Đó, con sới nó dưới đây nè. Sới đá đất cát gì quá trời luôn, không có tháo, chưa tháo ra luôn nha. Đó nè, sới tới dè bông no thôi, dè có hai số tới một số dè, nó hai số tới một số dè cái bông no rồi đó, nhiều nữa thôi anh em. Rồi báo giá anh em luôn, con này giá 3.5 triệu nha, vận chuyển con này 400 nha, đó là 3.9 triệu ha. Đó 3.9 triệu bao gồm vận chuyển. Con này anh em có thể tháo cái đầu được đuôi tôm này ra để anh em chạy máy nha, chạy ra cho khác cho trống đi, chạy qua bên kia đi nha, vô số là chạy thôi, bóp bóp trên đây là chạy thôi anh em. Đó con đấy anh em có thể làm đi cậu lúa cậu, ủa anh em về quê anh em chế cái thùng anh em cậu đất cậu gì cũng được anh em. Đó rồi tiếp theo con sới mới, con sới này đời cao rút ngàn. Trời ơi đâu phải cha, con ba ngựa thu nhanh con kế đây nè, kế chỗ này nè, sát sát ngay chân chỗ mấy cưa nhìn xuống á, chỗ sạc bình quay ngược lại em, mình đang chỉ ba cái đồ cho em vô lấy chỗ cái cưa xích đó, chỗ cưa xích nhìn qua nhìn xuống, cưa xích trên đó đó, rồi nhìn xuống đi vòng vòng đó đó, nằm trên đình mà không thấy. Rồi cái con này anh em đời cao cút ngàn luôn ha, sới con úp miễn rùa nè, đó con này là rất là nhiều anh thích luôn ha, giá cũng rất là căng luôn ha, giá giờ mình lấy một con này giá cao lắm luôn nha anh em. Đó thì con này thì có nè, số tới số dè và bông sới ha. Đây con này thì OHV 160 ha, con này khoảng chắc 6 ngựa anh em ha, thường thường mấy con này 6 ngựa, 5.8 ngựa anh em ơi ha. Đây đây 5.8 PS nha, 5.8 ngựa đó. Đây cái thùng cái 20 dàn cc của Văn Ma nè nha, bánh đây sới rồi nha. Cái con này thì nó chỉ có bị chỗ này đây anh em, cái nhựa ốp đây nó bị bể nè đó, về anh em hàng là hàng để gì bỏ ra luôn cũng được cũng sao anh em ơi. Đó ha, của Văn Ma MRT 6 DX ha, thường 6 DX là nó 6 ngựa đó nè. Đó, bật công tắc lên giật phát chạy anh em ơi, nhạy lắm. Mà con này là siêu tiết kiệm xăng luôn, mấy con đời mới này là siêu tiết kiệm xăng. Rồi, gạch xuống là chạy thôi. Quất sới luôn rồi, nói không? Rồi. Đó. Rồi được rồi thôi đi. Đây. Bông sới đây, sới này là sới làm tơi đất luôn, bông đất luôn anh em ơi. Nha, cái lá sới nè, lá sới chà bá luôn nha. Đó anh em thấy nè, đó thấy không, anh em nào mà dùng đất cát mà quất cái con này là thôi tuyệt vời gì, tuyệt vời mặt trời luôn nha. Chỗ cái địa hình của mình là toàn đá không à anh em ơi, quay cho anh em xem cho nó hình dung vậy thôi ha. Rồi báo giá anh em ha, con này
Con này giá con Văn Ma số mấy rồi ta? Số 4 hả? Con Văn Ma số 4 này giá là 7,5 triệu, chưa bao gồm vận chuyển ha. Ha, con này vận chuyển khoảng 500 ngàn ha anh em. Là 8 triệu ha, con này 8 triệu bao gồm vận chuyển nha. Văn Ma đó. Ma sơ lơ úp. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo con nào giờ? Rồi tiếp con này luôn. Con này giống như con số 3 nè anh em, giống giống vậy nè. Như con này của Isuki nha, đầu máy chà bá luôn kìa. Ha, màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, ha. Thì con này lái đúng không? Con này hai càng nha anh em, hai càng thì nó có giá trị hơn nha. Con này thì anh em gắn cái lưỡi cài vô anh em cài hoặc vét vét mương, vét đồ được luôn nha anh em. Nè, số quá trời số luôn. Ha. Đây, số má quá trời luôn nè, bông sới riêng luôn ha. Anh em coi con này anh có thể tháo được cái tâm ra luôn, ủa tháo được cái đầu sới kéo cộ gì được luôn ha. Cái này anh có thể tăng đưa ra vào luôn ha. Đó. Nè, mấy con này là mình làm là nhại hết. Về anh em xài thôi, bông sới nè. Đã kỳ luôn. Rồi dứt. Đó. Nghe không? Sới nè. Rồi chạy nhanh quá, chạy số chậm chậm thôi. Chạy số 1 nữa thôi. Đó, anh em thấy không? Rồi đá không rồi. Nha, ok, ngon lành cành đào hết. Chạy qua kia luôn. Ha. Con này anh em tạc mương, tạc mén đều được nha anh em. Phơm con này là anh em tạc là vô tư luôn. Ha. Con này tùm lum số hết trơn nha anh em. Đó. Con này anh em có thể quay được luôn nè, quay đầu được luôn nha. Chặn nút này ra quay đầu luôn. Ha, của Isuki. Rất là điệu nghệ nha anh em, rất là đẹp nha. Thì con này thì rồi tắt đây được rồi. Tắt trên máy, con này tắt đây nha anh em. Về đâu? Về đây đi. Đâu dưới con nào đâu. Rồi để coi con này mấy ngựa nè. Để em đọc bao nhiêu PS đâu rồi. 3-4-5, con này chắc 3-4 ngựa vậy anh em ơi, không thấy rồi. Không thấy để bao nhiêu PS rồi. Anh em lép bỏ đâu tiêu rồi, của Isuki. Ha. Rồi. Báo giá với anh em con này ha. Này để coi nhiêu rồi. Con này số số 5. Số 5 con này giá 5 triệu nha anh em. Đó, này giá 5 triệu. Vận chuyển 500 ngàn ha, là 5,5 triệu nha anh em. Đó. Anh em nào muốn lợi tự chở thì 5 triệu. Đó, em báo giá rồi báo giá vận chuyển luôn. Thì anh em nhớ xem con nào thì ấy lợi giùm em ha. Nó lợi giùm em. Rồi, ok. Tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo con máy Văn Ma. Con này cũng IKR55. Thì con này thì 5 ngựa anh em, 5 ngựa rưỡi vậy nè. Đó. Văn Ma ha. Con này thì anh em quay đầu là được ha. Tại mình nó quay đầu ngược rồi. Giờ quay đầu là được luôn ha. Quay bình thường luôn, bông sới đây nè. Nha, từ sới đây nè. Rất là ok luôn. Thử con bén luôn ha. Đó, Văn Ma. Đây. Bao nhiêu ngựa? Đây, 5 chấm, 5 ngựa anh em ơi. Đúng không? Để đâu không thấy à. Rồi, giật chạy đi. Con này hình như, ủa? Cái dây... Bật tắt lên nha, tắt đâu á. Tắt bên đầu bên hông á. Đích trước cái gì nè. Rồi. Chung là mấy con này là em làm là đó. Tới không nè, đó. Thấy không? Ghê. Bóp đó mới chạy đó. Chưa vô số chạy hết rồi. Trời đất ơi. Đó. Quá trời số luôn anh em ơi. Đây.
quấn luôn rồi, quấn cỏ luôn rồi, quấn nguyên cái vẻ luôn rồi. Rồi để qua bên đi, con này giá 5 ngựa à. Số quá trời số má trong đây luôn anh em ơi, ve yeah, tới gì tùm lum, nhiều tùm lum số vậy anh em ơi, nhiều số lắm đó. Để anh em con này có thể quay đầu được ha, anh em xới và tạc luống rồi được luôn ha, anh em gắn cái mà tạc vô tạc ha. Nhưng mà con này thì nếu mà tính ra thì nó không có tháo cái tùm được nha anh em, tháo cái tùm để anh em cậu lúa cậu đồ để anh em chế cái dàn kéo á không được ha. Thì con này máy lớn anh em, 5 ngựa rưỡi ha. Con này giá 5 triệu rưỡi nha anh em, 5 triệu rưỡi chưa bao giờ vận chuyển nha. Đó, anh em nào cần thì alo em, chưa bao giờ vận chuyển. Con này là 6 triệu, 5 triệu rưỡi chưa bao giờ vận chuyển nữa, 6 triệu nha anh em. Đó, 6 triệu ha. Rồi tiếp theo hai con nữa anh em, ba con nữa. Ủa nhiều vậy. Rồi một con máy khủng long lớn ha, TG 750 ha, con này 7 rưỡi ha. Con này bánh lớn nha anh em, bánh chà bá luôn nha, bánh tới đầu gối em luôn nè. Đó, bánh đẹp nữa. Con này bữa đó không có bánh nè, nhưng mà em kiếm bánh đừa nè, máy đi sao băng nè, bánh 400 nè, 400 gạch 10 ha. Đó, bánh rất là đẹp luôn, gai đẹp ok luôn. Và con này cũng đẹp nữa ha, TG 750 của Kuta ha. Con này thì anh em đứng chỗ giật thôi, đứng trên kia giật luôn ha, rất đẹp nè. Con này 7 rưỡi nha anh em. Đó, đây máy bự nha, bự ngang bự nha. Con này anh em có thể tháo cái tùm ra được nha, tháo nguyên cái bầu sới anh em làm cái dàn cột luôn, kéo le bằng tắt màu đỏ mới chạy, đúng rồi nào, bằng tắt lên là chạy, quất cái chạy, quất cái chạy thôi anh em. Vừa chạy cái anh tí thôi, được rồi, rồi dưới đi anh em. Con này ha, lái là ha, lái là bóp bóp thắng là lái luôn nha anh em. Đó ha, con lành cành đào nha, bóp thắng là lái luôn ha. Vô số sới nè, đó ha, đó vừa sới vừa chạy nha anh em, chạy im ru nhẹ nhàng ha. Con này anh em ơi, sới đất ruộng đất đồ được luôn nè. Con này bự nha anh em, đó con này bự lắm à, chứ không có nhỏ nha anh em, coi vậy coi trên video vậy chứ bự lắm luôn nha nè. Đó đang sới không nè ha, chạy rất im ru luôn. Rồi tắt đi, kéo lên lại. Rồi tới đây ha, con này của Kubota nha nè, đẹp lắm nha. Đó thì con này thì em bán với giá là 8 triệu nha anh em, 8 triệu chưa bao giờ vận chuyển. Con này anh em nào vận chuyển thì 8 triệu 7, khoảng 700 ngàn nha. Con này nặng nha, bự nha, đó phải lên qua lết chà bá đó mới đi được á. Thì anh em nào lợi tới chỗ lấy giá 8 triệu ha, vận chuyển 8 triệu 7 ha. Mấy con này anh em đặt cọc chuyển khoản mới gửi hết nha anh em. Mấy con này rồi, còn hai con nữa đây. Một dòng máy mà rất là nhiều anh em ở Lâm Đồng ưa chuộng và thích thú luôn nha. Dòng này thì để anh em tạc luống, tạc giường, tạc cái gì đó tạc ha. Đó nè nè, đủ đồ chơi nè, thắng hai bên nè. Đó số má gì quá trời quá đất anh em ơi, nè số nè, nè. Con này thì thường thường khoảng 4 ngựa nha, GA 120, 4 ngựa đó nè. Bánh đó nè, để tạc luống nè. À và con này có cái lưỡi cài theo, em để theo luôn cho anh em nè, cái lưỡi mà để anh em tạc ra hai bên nè, đó thấy không, có cái lưỡi này luôn ha, một bánh đó anh em, anh em làm gãy là tạc luống là đúng 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 bài nó luôn nha nè. À, bánh nè đó, rất là đẹp luôn. Con này là của dân ma phải ta, của đeo là gì không biết nữa, đúng rồi dân ma ha. Đây GA 120, con này khoảng 4 ngựa đó nè. Rồi chạy đi tắt nha. Nói chung là nguyên cái vàng này em làm là ok con lành hết anh em. Được rồi, cái anh tí được rồi. Nha. Chạy đó, đúng rồi đó, chạy đó. Đó. Giờ gắn con sới nữa rồi. Đây đang chổi đây rồi, nó đang hỏng bánh rồi.
Rồi vô con xới nữa. Xới đâu coi, đâu chỗ nào. Đó về rồi. Em nó không biết vận hành luôn anh em ơi. Quá trời nấc luôn rồi, giờ không biết luôn anh em ơi. Đó. Chạy rồi, giờ còn chạy bốn xới nữa. Xới là cái số nào? Chừng bên kia kìa. Không, cái đó không phải đâu, cái này gật là để xay thôi. Rồi hết xăng luôn. Này số 1, chạy thứ hai. Còn con xới nữa. Đó. Rồi chừng hết xăng rồi đó. Rồi hết xăng thiệt rồi anh em ơi. Điện thoại kìa. Rồi hết xăng rồi. Để nghiên cứu coi bông xới chỗ nào anh em ơi. Hộp này đâu đây nè. Rồi, cái này anh em nào mà chốt thì em gửi Zalo sau đi ha. Con này báo giá anh em luôn nha. Giá con này 7 triệu rưỡi nha anh em. Vận chuyển nữa 500 nữa là 8 triệu nha. Đó, 8 triệu. Con máy rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Con này để em nghiên cứu quay Zalo gửi anh em sau ha, bờ sới sao nha. Rồi. Tiếp theo con sới luống nữa đây. Con này thì của cô ta luôn. Con này tới 6 ngựa ha, TX 600. Đó. Con này cũng sới luống, tạc luống giống con kia luôn anh em. Con này có thể tháo được cái body này để anh em làm dàn cộ được luôn, quay đầu được luôn ha. Con này quay đầu được luôn ha. Đó, con này của Kubota. Rồi, chạy đi. Ha. Cái dòng này thì nói chung là bên em làm sạch sẽ ngon lành rồi, giờ việc là quất lên là chạy thôi. Rồi chừng suốt dây á. Không, cái đó không phải. Đúng rồi đó. Cà cạc te anh em ơi. Để mình gõ lại, gõ cạc te lại. Đó. Chạy ngon lành hết anh em. Cạc te bị cạ nha anh em. Chứ không có vấn đề gì hết nha. Đó, về tới lui đàng hoàng. Gắn bông sới luôn, sới ơi. Nào sới vô rồi. Nhanh quá, chậm chậm thôi, gắn bông sới vô. Rồi, chậm chậm thôi. Tí 600 nha anh em. Trời ơi, quá nhanh rồi. Dưới cái bập vô trong rồi. Rồi thì cơ bản nhiêu đó thôi anh em ơi. Hết chưa? Rồi báo giá anh em luôn ha. Con này giá 7 triệu rưỡi luôn. Vận chuyển 500 ngàn nữa ha, là 8 triệu ha. Anh em nào có nhu cầu thì alo em ha. Đó. Rồi hết để coi mấy con trời. Rồi giờ anh em nào lấy thì chụp hình em nha. Nãy giờ em nói giá không có ghi lại luôn, không nhớ luôn. Nè 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 8 con. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con chứ. 9 con nha anh em. Rồi, ok ha. Chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Anh em nào cần gì thì alo trực tiếp em. Số điện thoại là 0908875468. Hoặc là đến trực tiếp ở cửa hàng để xem những con máy ưng ý nhất ha. Giá thì em đã công khai rồi. Thì anh em nào có nhà ý mua thì alo, còn nếu mà cảm thấy mà không phù hợp thì có thể cho qua, còn thấy phù hợp thì alo bóc số mua, hoặc là gọi điện gì ha, hoặc là đến trực tiếp ha. Thì cũng sắp lễ rồi thì không có biết nói gì hơn. Chúc tất cả anh em đã xem video của em một kỳ lễ thật là vui vẻ, thật là an bình, nói chung là an toàn ha, đi chơi hay là gì đó an toàn ha anh em. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.